À, Trung xin chào tất cả anh em nhé. Đây là cái video Trung đăng một cái món đồ chế, một cái bộ chia cầu nhé nè. Nó giống như là cái hộp số phụ vậy đó, nhưng mà nó là hộp chia cầu nhé nè. Nó không có bao gồm số mạnh trong đây. Đây, một cái cốt vào này. Đây là cốt chính trên hộp số xuống này, một cốt vào này. Nó chia ra làm hai trục nha. Đây, có cái cốt gài nhé. Đây, có cái cần gài cầu luôn. Nó chia ra làm hai trục này. Một cái cầu, đây là ra cắt đan một cầu này, ra cắt đan một cầu này đấy. Cốt này là cốt BTO nhé, đây anh em, đây nhá, đây là trục vào này, tay mình đang nắm cái trục vào này đấy. Quay đồng tua bình thường giảm tốc 1,4 lần nhé, có nghĩa là 1,4 vòng cốt trục chính vào thì nó ra hai cái cốt lắp cho hai cầu sau nhé. Cái món này để chia cho anh em làm đóng mót treo lơ, hoặc là chia cho cái loại xe gì đấy, xe chế, xe cải tiến gì đấy cần sử dụng hai cầu sau. Zin của nó là của hãng Nissan nhé nè. Đây anh em nhìn thấy cái màu xanh Nissan nhá, đây này, màu xanh đặc trưng Nissan này. Nó kéo hai cái cầu Nissan 8 tấn, nó kéo được hai cầu nó sang 8 tấn, nhưng mà hộp khá gọn luôn, trọng lượng nó khoảng 2 tạ thôi đấy. Đây nó có một cái cơ cấu rất là hay đấy anh em, cái cốt BTO này mình có thể gài được mà có thể ngắt được nhé. Đây, cốt BTO chỗ này này có cái khớp gài này, có thể ngắt không cho nó chạy được, và nó có thêm một cái tính năng nữa đây, mình đóng vào nhé. Bây giờ thì anh em xem này, quay quay đuôi cá này, bây giờ chỉ còn cái trục trước nó ra trục BTO thôi. Ví dụ như anh em kéo thành cái tời phía sau, lúc đó thì lúc này thì cái trục từ hộp số chính vào nó không còn ra hai cầu sau nữa, nó ngắt hẳn hai cầu sau luôn, nó chỉ qua qua cốc thôi, qua BTO này để cho anh em chạy bơm tổng, hoặc là kéo kéo bơm tổng này, kéo tời phụ này, muốn kéo gì đó kéo, bất cứ một cái tính năng gì đó trục BTO mà. Nó có cái tính năng chỗ đó là, hoặc là ngắt cả luôn, ngắt cả cốc vẫn được nhé. Chạy hai cầu sau ngắt cái phần này. Đây, chỉ kéo ra là nó ngắt bỏ thôi. Chỉ chạy hai cầu sau thôi, không có chạy BTO, hoặc là ngắt hai cầu ra bỏ, không chạy mà chỉ chạy cho BTO thôi. Đây nha, hai cái bát bắt hai bên này, lỗ tai bắt hai bên kẹp sắt xi nhé nè. Bên đây một bên này, cái thước ngang nó khoảng 60 nhé, ngang hai hai lỗ tai này khoảng 60 này. Rồi một vào hai ra, có BTO độc lập, giảm tốc 1,4 lần. Anh em xem có đúng nhu cầu sử dụng thì liên hệ nhé, nhất là anh em mà đóng đóng cái mót hai cầu sau ấy, cứ mua hai cầu giống nhau, chạy hai cái lắp độc lập với nhau là được. Ở trên con xe mình cắt ra đó, thì cái trục này nó chạy cho cái cầu phía trước này, đôi cầu sau chạy cho cầu phía trước, còn cái trục này thì nó đi qua thêm một cái ổ gánh ở trên lưng nữa, ổ gánh nữa để nó ra một cái trục sau, hai cầu chạy song song nhau. Cứ mua anh em cứ có hai cái cầu xe giống hệt nhau thì lắp bộ này vào thì chạy hai cầu cứng, chạy hai cầu cứng cho anh em, giữa hai cầu không có vi sai nha, để dùng cho anh em địa hình là đúng bài đấy. Rồi đây có bộ đếm tua luôn này. Đây. Rồi cái món này thì xe cắt trên xe chuyên dùng ra nên cái độ chắc của nó thì rất là bảo đảm, vì lý do là suốt cái vòng đời của nó chắc nó chạy không được mấy km đâu. Rồi, chung kết thúc video nhé anh em. Anh em có quan tâm, có thắc mắc muốn xem thì cứ đến nhà trực tiếp nhé. Có quan tâm thắc mắc thì cứ alo trực tiếp nhé. Chung cảm ơn anh em đã xem video.